Luận đại trí độ, quyển 6. Phẩm thứ nhất tiếp theo nói về thập dụ, 10 thí dụ, kinh. Giải rõ các pháp là như huyễn, như diệu, như trăng dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như thành cả thác bà, như mộng, như ảnh, như bóng trong gương, như hóa. Luận, trên đây là 10 thí dụ nhằm giải rõ pháp không. Một, như huyễn. Hỏi, nếu nói hết thảy các pháp đều là không, đều là như huyễn, thì làm sao có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể sờ mó, có thể biết được các pháp? Nếu nói hết thảy các pháp đều là không mà mắt ta lầm thấy, thì vì sao ta lại chẳng thấy được sắc, chẳng nghe được tiếng? Nếu nói hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, tức là chẳng thật có, thì làm sao có thể nghe, có thể thấy được các pháp? Ví như một ngón tay có một móng tay, thì móng tay ấy là thật có, còn móng tay thứ hai chẳng thật có, nên chẳng có thể thấy được như vậy. Đáp, nói các pháp đều là không, có nghĩa là tự tướng các pháp là không, tuy là không nhưng đều có thể phân biệt, thấy được, ngửi được, nếm được, sờ mó được. Ví như nhà viễn sư có thể hóa tác ra đủ các sự vật ở trên sân khấu như vòi ngựa, bàn ghế, vân vân. Tất cả các sự vật, các vật đó đều chẳng có thật. Thế nhưng người xem vẫn có thể thấy, có thể nghe, vân vân. Nói tóm lại, vẫn có thể dùng 6 thức để phân biệt, chẳng có lẫn lộn. Các pháp cũng như vậy, tuy đều tự tướng không, nhưng đều có thể nhận biết, phân biệt không lẫn lộn bởi 6 thức. Trong kinh có nêu thời pháp do Phật thuyết cho Đức Nữ như sau. Đức Nữ bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô minh ở bên trong chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi, vô minh ở bên ngoài chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi, vô minh ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi, vô minh có sanh có diệt chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi, vô minh có từ đời trước rồi chuyển đến đời nay và đời sau chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi, nếu vô minh chẳng có ở trong, chẳng có ở ngoài, cũng chẳng có ở trong lẫn ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời nay và đời sau, cũng chẳng có một pháp nào nhất định mà tánh là vô minh cả, thì từ đâu có sự việc vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến có khổ có tập? Bạch Thế Tôn, cây phải có cội mới có cành, nhánh, lá, hoa, quả được. Nếu cây mà chẳng có cội gốc thì làm sao sanh ra các thứ ấy? Phật dạy, này Đức Nữ, các pháp đều là tự tướng không. Tướng của các pháp tùy là không, mà phàm phu do vô trí nên ở nơi đó đã sanh ra đủ thứ phiền não. Do nhân duyên phiền não mà sanh ra các nghiệp ở thân khẩu ý. Do nhân duyên nghiệp mà sanh ra có thân ở đời sau. Do nhân duyên có thân mà sanh ra có các thọ khổ thọ lạc. Thế nhưng chẳng có phiền não thật sự được tạo tác, chẳng có các nghiệp thân khẩu ý, chẳng có các thọ khổ thọ lạc, cũng chẳng có người thọ khổ thọ lạc. Tất cả đều như huyễn, giống như các huyễn sự, huyễn vật do nhà huyễn sư tạo tác ra mà thôi. Này Đức Nữ, ý ngươi nghĩ sao? Huyễn sự có ở bên trong, có ở bên ngoài, có ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Huyễn sự có sanh có diệt chăng? Huyễn sự có từ đời này đến đời khác chăng? Huyễn sự có thật chăng? Đức Nữ đáp, bạch Thế Tôn, chẳng như vậy được. Phật dạy, người có nghe được kỹ nhạc do nhà viễn sư viễn tác ra chăng? Đức Nữ đáp, bạch Thế Tôn, con có nghe được. Phật dạy, nếu đã là huyễn thì là hư dối, chẳng có thật. Làm sao người có thể nghe được huyễn nhạc? Đức Nữ đáp, huyễn nhạc, tướng của nó vốn là như vậy, tuy chẳng có cội gốc mà cũng có thể nghe được. Phật dạy, vô minh cũng là như vậy. Vô minh chẳng có ở bên trong, chẳng có ở bên ngoài, chẳng có ở bên trong lẫn bên ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời nay và đời sau, chẳng có thật tánh. Thế nhưng do vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến có yêu bì khổ não. Nếu dứt được huyễn thì các huyễn sự cũng dứt theo, vô minh cũng là như vậy. Nếu vô minh dứt thì hành dứt, hành dứt thì thức dứt, dẫn đến các yêu bì khổ não cũng đều dứt theo. Thí dụ như huyễn nhằm khai thị cho chúng sanh biết rằng hết thảy các pháp hữu vi đều chẳng có thật, chẳng kiên cố lâu bền. Bồ Tát biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng thật có, chẳng tự tại, chẳng kiên cố lâu bền.
Bởi vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như huyễn, hà như diệp, diệp còn được gọi là sóng nắng. Vào những ngày trời nóng bức, gió tung bụi trần, lại có ánh nắng phản chiếu qua các tầng lớp không khí, tạo ở đằng xa ảo ảnh của những vũng nước đang chao động. Người vô trí được là những vũng nước thật. Các tướng nam tướng nữ cũng là như vậy, do các kiết sử phiền não thiêu đốt, lại do gió tà kiến cuồn cuộn thổi lên trong đồng hoang sinh tử, mà kẻ vô trí tưởng chừng như có các tướng nam tướng nữ. Lại nữa, người đi đường xa mệt mỏi, thấy sóng nắng ở đằng xa tưởng như gần đến được nơi có nước, nơi dừng chân mát mẻ, nhưng khi đã đến gần rồi thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Kẻ vô trí cũng như vậy, vì chẳng được gần thánh pháp nên chẳng biết rõ hết thảy các pháp đều là vô ngã, đều là tự tướng không. Do chẳng biết rõ như vậy nên từ tự tướng không của năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà vọng chấp có tướng nam, tướng nữ, vân vân. Nếu được gần thánh pháp, được biết thật tướng các pháp là vô tướng, thì tư duy sẽ được mở rộng, các vọng tưởng sẽ được tiêu trừ, các ưu bi khổ não sẽ được tận đoạn. Bởi nhân duyên vậy, nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như diệp. Ba, như trăng dưới nước, trăng ở trên không trung là trăng thật, bóng trăng in mặt nước chẳng phải là trăng thật. Thật tướng pháp là chân thật, mà ở nơi tâm niệm của chúng sanh khởi hiện ra các tướng sai khác của các pháp, ví như tướng ngã sở, vân vân. Tất cả các tướng sai khác đó đều là hư vọng, đều là chẳng thật có, như bóng trăng in mặt nước vậy. Lại nữa, trẻ con thấy bóng trăng in mặt nước tưởng là trăng thật, muốn nắm bắt lấy bóng trăng. Người vô trí cũng là như vậy, do chấp thân kiến mà thấy có ngã và ngã sở, thấy có ta, có đủ các pháp ở quanh ta, rồi sanh tầm nhiễm trước, muốn nắm bắt các tướng đó, như bài kệ thuyết, như huyễn như diệp, như trăng dưới nước, như mộng thấy tiền, như chết sống lại, hy vọng, hư vọng như vậy, mê chấp là thật, ấy kẻ ngu si đáng bị chê cười. Lại nữa, bóng trăng in trên mặt hồ chỉ hiện rõ khi mặt nước hồ yên lặng, nhưng chỉ một gợn sóng lăn tan cũng đủ để làm cho bóng trăng tan biến. Phạm phu cũng như vậy, do bị vô minh che tâm trí mà tưởng thấy có ngã sở, có đủ các thứ kiết sử phiền não. Trái lại, người trí thấy rõ ngã chỉ là ảnh hưởng của kiết sử. Khi các kiết sử đã hết thì chẳng còn có ngã nữa. Bởi nhân duyên vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như bóng trăng dưới nước. Bốn, như hư không. Hư không chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Các pháp cũng đều là như vậy, đều là không, đều là vô sở hữu, do xa lìa trí huệ vô lậu, chẳng vào được nơi thật tướng pháp. Phàm phu mới đắm chấp cái ta, chấp có ngã sở, có các pháp tướng sai khác, như tướng nhà, tướng vườn, tướng ruộng, tướng nam, tướng nữ, vân vân. Ví như phàm phu nhìn lên trời, tưởng có thật một vòng trời xanh biếc, nhưng bay lên cao, chẳng thấy có vòng trời xanh biếc nữa. Cũng như vậy, pháp tướng thường thanh tịnh như hư không, nhưng phàm phu do bị năm ấm che tâm, do bị tham sân si cùng các phiền não kiết sử khác mê hoặc, mà biến pháp tánh thành bất tịnh. Như bài kệ thuyết, tháng hạ trời mưa, sấm sét vang, mây đen bao phủ ngăn che sáng. Phàm phu vô trí cũng như vậy, bị các phiền não thường che tâm. Mặt trời mùa đông khi xuất hiện, thường bị sương mù và mây che. Người được sơ và nhị quả vẫn còn dục nhiễm mãi che tâm. Mặt trời mùa xuân khi sắp mọc, cũng bị mây mờ thường che phủ. Người ly dục vào đệ tam quả vẫn còn tàn si mạn lưu dư. Bầu trời thu không mây che khuất, tợ nước biển cả thường trong xanh. La hán làm xong việc phải làm, tâm vô lậu thường hằng thanh tịnh. Hỏi vì sao nói hư không chẳng phải là thật pháp? Đáp, nếu hư không là thật pháp thì hư không phải có chỗ trú. Vì sao? Vì chẳng có chỗ trú thì chẳng có tướng hư không. Nếu nói hư không trú trong các hàng các lỗ thì như vậy hư không trú trong hư không rồi vậy. Nếu nói hư không trú trong các vật đặc thì lại càng vô lý hơn nữa. Vì vật đặc làm sao có thể chứa đựng được hư không? Vì lý do hư không chẳng có chỗ trú, cho nên nói chẳng có hư không. Lại nữa, nếu nói giác là pháp thường thì hư không phải là pháp thường. Vì sao? Vì nếu hư không là pháp thường
thì trước khi có sắc đã phải có hư không rồi vậy. Nhưng nếu chưa có sắc thì căn cứ vào đâu để tìm được chỗ không có sắc? Nếu chẳng có chỗ không có sắc thì làm gì có tướng của hư không? Cho nên tướng hư không là vô tướng, pháp hư không là vô pháp. Hư không chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Bởi nhân duyên vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp là như hư không. Năm, như tiếng vang trong một căn nhà trống rỗng ở các vùng rừng núi. Ở nơi các hang động, nếu có tiếng động, tiếng kêu la, tiếng nói thì những thứ tiếng ấy dội vào các vách cản rồi vang dội trở lại. Người vô trí thường có người hay có vật gì ở cạnh mình phát ra những tiếng ấy. Tiếng vang chẳng có thật, chỉ lừa dối tai người nghe mà thôi. Ví như khi người sắp nói thì gió từ miệng dẫn vào dồn xuống tận rốn rồi trở lên chạm vào bảy chỗ mà phát ra tiếng nói. Như bài kệ thuyết, gió dẫn từ miệng vào dồn xuống đến tận rốn rồi lên chạm bảy chỗ, vòm miệng, răng, lưỡi, môi, ngực, cuống họng, thanh quản, từ đó phát tiếng nói. Người ngu chẳng hay biết, chấp đắm khỏi sân si. Còn người có trí tuệ chẳng sân cũng chẳng chấp. Tiếng phát ra từ miệng tùy thuộc nơi các tướng, như lên xuống thẳng cong, trên đường đi có gió, chẳng có ai làm ra. Hư vọng và huyễn hóa, phàm phu chẳng thể biết, lấy không làm có vậy. 6. Như thành cản thát bà. Khi mặt trời vừa mới mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình. Nào thành trì, nào cung điện nguy nga, mặt trời càng lên cao, thì các thành trì cung điện ấy càng bị mờ dần đi và sau cùng biến mất hẳn. Thành trì cung điện ấy chẳng có thật, gọi là thành cản thát bà. Phàm phu suốt ngày khởi tâm sân si rong ruổi khắp nơi, tìm các thú vui vật chất nhằm thỏa mãn ý điên đảo của mình. Mãi đến khi gặp phải sự đau khổ cùng cực, mới tự mình ngộ được lý vô thường, mới rõ biết các tướng hiện quanh mình chẳng phải là thật có. Lúc bấy giờ mới dứt được tâm thèm khát của mình. Trái lại, nếu dùng trí tuệ rõ biết cái ta chẳng phải thật pháp, thì mọi ước muốn điên đảo liền dứt hẳn. Hỏi, một thí dụ cũng đủ rồi, vì sao phải dùng đến 10 thí dụ? Đáp, trước đây đã nói mà hà diễn, như nước trong biển lớn nhiếp tất cả các pháp. Vậy nên mặc dù có dùng đủ mọi nhân duyên, đủ mọi thí dụ vẫn chẳng có lầm lẫn. Lại nữa, Bồ Tát trí huệ thâm sâu, dùng đủ các pháp môn, dùng đủ các nhân duyên thí dụ nhằm phá tâm chấp của chúng sanh. Bởi vậy Bồ Tát phải dẫn nhiều thí dụ để chúng sanh được rõ. Lại nữa, hàng thanh văn thường chấp các duyên tạo pháp là thật có và dùng các duyên ấy để làm thí dụ. Ví như lấy bọt nước để dụ cho sắc vô thường, lấy bè để dụ cho thọ, lấy ngựa giữa chạy giữa đồng hoang để dụ cho tưởng, lấy bẹ chuối để dụ cho hành, vân vân. Nay dùng thành càn thất bà làm ví dụ nhằm nói lên ý nghĩa là các duyên tạo pháp cũng chẳng thật có. Ví như một chấm lửa quay tròn tạo ảo ảnh của một vành lửa. Vành lửa chẳng thật có, chỉ là lầm mắt người xem mà thôi. 7. Như mộng. Cảnh thấy trong mộng chẳng thật có, mà người nằm mộng như là tưởng như là thật có. Khi tỉnh dậy rồi mới biết rõ cảnh mộng chẳng phải là thật có. Phàm phu cũng như vậy, do chìm đắm trong đêm dài vô minh u ám, ôm ấp các kiết sử phiền não, nên trước các vật chẳng thật có mà vẫn chấp đắm cho là thật. Chỉ khi nào được giác ngộ rồi mới rõ biết các pháp tướng đều là như mộng. Lại nữa, mộng bắt nguồn từ vô minh, khiến sự việc chẳng thật có mà chấp là có, cảnh chẳng vui mà cho là vui, điều chẳng đáng sân mà lại khỏi sân, điều chẳng đáng sợ mà lại sợ, chúng sanh trong ba cõi đều như vậy cả. Lại nữa, có năm thứ mộng, đó là khi trong thân có nhiều khí nóng thì thường nằm mộng thấy lửa, thấy các màu vàng, màu đỏ. Khi trong thân có nhiều khí lạnh thì thường nằm mộng thấy nước, thấy màu trắng. Khi trong thân có nhiều hơi thì thường nằm mộng thấy mình bay bổng lên và cũng thường thấy màu đen. Khi tư duy nhiều về những điều thấy nghe thường ngày thì thường nằm mộng thấy lại các cảnh tượng đó. Lại cũng có khi thấy các vị trời, các vị thần báo mộng
cho thấy các việc sắp xảy ra trong tương lai, tất cả năm thứ mộng ấy đều thật chẳng có. Chúng sanh cũng lạ như vậy, do chấp thân kiến mà thấy có cái ta theo bốn ý niệm sai khác, đó là sắc ấm là ta, sắc là của ta, ta ở trong sắc, sắc ở trong ta, dẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy cả. Bởi vậy, nên có đến 4 nhân 5 bằng 20 thứ chấp ngã. Người đã được đạo là người có thật trí huệ, đã vào được nơi thật tướng của các pháp, nên rõ biết tất cả các sự việc nêu trên đây đều thật chẳng có. Hỏi: thức tâm phải hội đầy đủ các nhân duyên rồi mới có thể sanh ra mộng. Như vậy sao lại nói mộng là không thật có? Đáp: chẳng thể nói như vậy được, ví như khi nằm mộng thấy người có sừng, thấy mình bay bổng lên không trung, vân vân. Những cảnh mộng ấy đều không thật có, chỉ do mê lầm mà thấy như vậy mà thôi. Hỏi: thế giới bao la, thời gian vô tận, biết đâu do các nhân duyên huân tập, những chủng tử trong nhiều đời nhiều kiếp mà nay nằm ngủ đột nhiên thấy các chủng tử ấy hoạt phục hiện ra trong mộng. Nếu trước đó chẳng có duyên năm trần thì nay làm sao có thể sanh ra thức được, làm sao có thể nhận biết được cảnh mộng? Đáp: đây chẳng phải là do duyên năm trần, mà do sức tư duy chuyển thành duyên sanh pháp. Do trước đã có nghe người nói mà nay sanh tưởng tượng khiến nằm mộng thấy như vậy đó thôi. Nên biết rằng dùng các giác quan ta có thể thấy, nghe, có thể biết được các pháp, nhưng thật sự các pháp vốn là không, chẳng thật có vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều như huyễn, như mộng. 8. Như ảnh. Ảnh chỉ có thể thấy mà chẳng có thể nắm bắt được. Các pháp có thể thấy được, có thể nghe được, có thể biết được, nhưng thật sự là đều là bất khả đắc, chẳng phải thật có vậy. Lại nữa, khi ánh sáng bị một vật gì ngăn chặn thì nó mới có ảnh hiện ra. Cũng như vậy, khi ánh sáng chánh kiến bị các phiền não kiết sử ngăn che thì tướng pháp và tướng ngã mới hiện ra. Lại nữa, khi vật rời thì ảnh cũng rời theo, khi vật động thì ảnh cũng động. Ảnh nghiệp thiện ác cũng như vậy, nếu chẳng đoạn được bao quả báo trong ba đời thì các nghiệp nhân tội phước cho đến thời chín muồi cũng sẽ hiện ra thành các nghiệp quả tương ứng. Như bài kệ thuyết: tên không cũng lên đuổi, trên không cũng lên đuổi, dưới biển cũng xuống tìm, đầu đầu cũng bám sát, nghiệp báo chẳng rời nhau. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp thánh đều như ảnh, chẳng thật có. 9. Như bóng trong gương. Người cầm gương soi thấy mặt, thấy bóng mình hiện ra trong gương. Bóng trong gương chẳng phải do gương làm ra, chẳng phải do mặt làm ra, chẳng phải tự nhiên mà có, chẳng phải không có nhân duyên mà có. Vì sao vậy? Vì nếu không có người cầm gương soi mặt thì chẳng có bóng hiện ra trong gương. Nếu không có gương thì chẳng sao có bóng được. Do gương đối mặt, mặt đối gương mà người soi mới thấy được bóng của mình hiện ra trong gương. Như vậy, bóng chẳng phải tự nhiên mà có được. Lại nữa, nếu không có nhân duyên mà có bóng thì bóng phải là thường có. Mà đã là thường có thì khi không có gương, không có người thì bóng vẫn có vậy. Hội đủ các duyên nêu trên thì bóng người có thể hiện ra trong gương được. Các pháp cũng là như vậy, chẳng tự làm ra, chẳng phải do ai làm, chẳng phải tự nhiên mà có, chẳng phải không có nhân duyên mà được. Vì sao vậy? Vì ngã là bất khả đắc, cho nên các pháp chẳng có thể tự làm ra được, mà phải do tuyên truyền hòa hợp mới tạo thành. Vì tự đã không thì tha cũng không. Nếu là tha tác, tức là do ai khác làm ra, thì chẳng có tội phước nữa. Lại nữa, tỉa tác có thể hiện
là thiện có thể bất thiện. Nếu Đấng tạo pháp ra các pháp là thiện, thì chỉ ban ngày tỏa sự an vui. Nếu Đấng tạo tác ra các pháp là bất thiện, thì chỉ gây ra toàn sự đau buồn khổ não, cho nên biết các pháp chẳng phải do ai làm ra cả. Lại nữa, nếu chẳng có duyên khởi thì chẳng cầu thọ lạc, chẳng cần diệt khổ làm gì nữa. Cho nên biết các pháp đều do duyên khởi hành, chú chỉ vì ngu muội mà không biết vậy thôi. Hãy nhìn người cưa cây để tìm lửa, người đào đất để tìm nước, người phẩy quạt để tìm gió. Tất cả những sự việc như vậy đều ở trong phạm trù của duyên khởi. Cho nên biết khổ lạc đều do duyên hòa hợp sanh, do nghiệp cảm nhân duyên nối tiếp từ đời này sang đời khác mà có vậy. Khổ lạc tuy vô lượng nhưng chẳng có người làm, cũng chẳng có người thọ lãnh, chẳng phải do năm uẩn làm ra, cũng chẳng phải năm uẩn thọ lãnh. Kẻ vô trí khi gặp cảnh vui thì sinh ái trước, khi gặp cảnh khổ thì sinh buồn nản khổ đau. Người ở đời cứ mãi mãi mải miết hụt lặt nặng trong dục lạc, hết thú vui này lại sang đi tìm chỗ thú vui khác, chẳng khác gì trẻ thơ mải mê tìm bóng trong gương. Lại nữa, bóng trong gương chẳng có sanh chẳng có diệt, chỉ có thể lừa dối kẻ phàm phu. Hết thảy các pháp cũng như vậy, cũng chẳng có sanh chẳng có diệt. Nhưng phàm phu do mê lầm mà sanh tâm chấp đắm, từ đó khởi ra các nỗi khổ vui. Hỏi bóng trong gương theo nhân sinh sanh, do có thấy bóng mới sanh ra có vui có buồn. Như vậy vì sao lại nói bóng chẳng thật có, nói bóng chẳng có sanh chẳng có diệt? Đáp: các pháp theo duyên sanh nên không tự tại không thật có. Vì sao như vậy? Vì ở trong duyên này đã có sẵn duyên trước, trùng trùng duyên khởi, chẳng có một nữ một nhân nào nhất định sanh ra một quả nhất định. Chẳng có một nhân nào nhất định sanh ra một quả nhất định cả. Ví như trong sữa có sẵn chất kem, nên sữa chẳng phải là nhân của kem, chẳng phải là nhân của chất kem. Nhưng nếu trong sữa không có sẵn chất kem thì sữa cũng không thể dùng để làm kem được.